chung nước. Khoảng trung tuần tháng 11 năm Kỷ Mão năm 1939, Đức Thầy ra đời khai đạo Phật giáo Hòa Hảo chẳng bao lâu, thế mà khách thập phương tập trung về tổ đình Hòa Hảo càng lúc càng đông nhờ trị bệnh và nghe Ngài thuyết pháp. Bấy giờ có các ông Hương Sư Vàng, Quảng Diệp ở Hòa Hảo, Cả Mười, Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, Cả Đô, Tân An, Tân Châu. Đức Thầy ngồi cái ghế bên trường kỷ, nơi nhà khách nhìn ra sân. Tự nhiên Ngài đứng dậy đi thẳng ra đứng bên bàn thông thiên. Mọi người đi theo đứng sau lưng, nghe Đức Thầy dạy. Mấy ông có thấy ba chung nước cúng đựng đầy nước không? Thưa Thầy, chúng tôi thấy. Ngài Trang Nghiêm cho biết. Mấy ông nghe cho kỹ. Tôn chỉ tôi dạy bổn đạo cũng như mấy chung nước cúng này. Nó không thiếu, mà cũng không thừa. Sau này các ông không được bày thêm, hay bớt ra nghe chưa? Mọi người vâng dạ. Còn tôi nghĩ, có lẽ Đức Thầy tiên báo sau này tín đồ thấy giáo lý Ngài dạy quá cô động, lại hàm xúc nghĩa lý huyền thâm, do không suy xét chín chắn, nên tự ý thêm vào, cho giống như kinh điển ngày nay, hay bớt ra mà không hiểu đấy là con đường trung đạo, đúng theo ý chỉ xưa của Phật Tổ. Nay Ngài có sứ mạng chấn hưng, sau gần 25 thế kỷ chân lý Phật Đà, mãi chạy theo tướng sự nên bị nhiều lệch lạc, nên rất lo cho tương lai đoàn hậu tấn. Như hơn một lần Ngài cho biết, nghinh ngang, làm thiếu lấy thừa, và giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn, sấm giảng quyển 3. Hãy cùng nhau nghiệm xét lời châu ngọc của Ngài. Có mấy kẻ ăn năn xét kỹ, mãi ý tài chê bướng chê càng, thì sau này đừng có trách than những tội lỗi của mình tạo lấy. Giác mê tâm kệ, trích lời kệ ông Bổ Quế. Ha ha ha,